Mình chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ đến với một siêu phẩm Honda Scoopy Hello Kitty đến từ Honda Thái Lan. Xe này thì bên Thái Lan họ ra mắt cũng chưa lâu và đã có một vị khách chốt chiếc xe này rồi. Và nó sẽ về đến tận thủ đô Hà Nội nha các bạn. Và chị Ngọc có nhờ Khải Phạm là quay clip kỷ niệm. Chị Ngọc tại thủ đô Hà Nội thay mặt cửa hàng Mai Duyên, mình cảm ơn chị rất là nhiều. Đã từ Hà Nội cách xa Sóc Trăng khoảng 2.000 cây số nhưng vẫn tin tưởng và ủng hộ chiếc xe này. Thực sự mình gọi nó là siêu phẩm cũng không quá đâu các bạn. Tại vì nó chỉ có 2.000 xe thôi ở trên toàn thế giới nha. Và có số thứ tự. Đây. Số là 1026 ha. 1026 Hello Kitty. Thì đây là sự kết hợp giữa Honda và cái thương hiệu San Rio ha. San Rio nha các bạn. Và đã là 50 năm rồi. 50 năm rồi cái nhân vật Hello Kitty này ra đời. Và đây là bản kỷ niệm giữa Honda và San Rio. Ok ha. Về cái màu này là phiên bản màu trắng đi với đỏ. Khi mình chốt nó rồi, mình sẽ được tặng thêm một cái nón như thế này. Cực đẹp. Cái nơ nè. Ha. Và chưa hết đâu các bạn. Chưa hết đâu nha. Đây là cái nón. Còn đây á là một cái ốp remote của chúng ta bằng cao su, có một cái nơ luôn rất là xinh. Và một cái áo choàng cổ. Đây, Hello Kitty. Cực kỳ dễ thương nha các bạn. Khi mình mua là bao nhiêu đây quà sẽ thuộc về các bạn hết luôn. Cái nón này. À, tất nhiên rồi, nó phải có gì đó khác mà khác nhiều so với bản thường. Về động cơ, về kích thước, thông số kỹ thuật thì chẳng có gì khác. Nhưng mà chỗ này là một cái nơ. Nơ này dập nổi nha các bạn. Nơ này là tem 3D luôn á. Ha, nổi lên nha. Rất là dễ thương. Đây, Hello Kitty 50th Anniversary. Rồi, màu trắng, trắng sứ nha. À, siêu đẹp. Màu đỏ này á, nó hơi đậm nha. Các bạn nhìn chiếc cúp nè. Đỏ này khác nha. Đỏ này là sơn mờ. Cái màu nó sẽ hơi đậm hơn. Bên này cũng thế. Màu đỏ. Tem dán nè, Hello Kitty nè. Cái vành nè. Ha. Rồi, thảm nè, thảm theo xe nha, thảm tặng luôn nha các bạn, màu đỏ tươi. Đỏ tươi là ở dưới này. Nhân vật Hello Kitty của chúng ta. Đây, rất là dễ thương. Màu trắng. Trắng sứ. Và bên hông. Tất nhiên rồi. H2C ha. Phần này là tem dán đó các bạn. Cái này là nguyên bản từ Thái Lan về, chỉ có 2.000 xe trên toàn thế giới. Và đây là số 1026 nha, số thứ tự nha các bạn. Xe không có câu bình và không châm xăng luôn. Đây, phần mâm phía sau. Các bạn thử nghĩ xem, nếu mà nó quay thì sẽ cuốn rất là đẹp nha các bạn ha. Dù là quay tới hay là quay lui. Không. Giá nhiệt bằng gió. Vì là clip kỷ niệm, mình sẽ đến với ngày và giờ chi tiết luôn cho các bạn ha. Bây giờ đang là 2 giờ rưỡi chiều, ngày 15 tây tháng 10 năm 2024. Xe này sẽ về thủ đô Hà Nội nha. Rồi bên này. Xe phối chủ đạo là màu trắng với những cái mảng đỏ như thế này. Làm cho nó nổi bật, cực kỳ nổi bật. Các bạn nhìn nè, đây là một cái nơ nhưng mà nó có số 50 ở đây nha các bạn. Thấy không? Đó, một cái nơ thôi nhưng mà có số 50 ở đây. Kỷ niệm 50 năm nhân vật này của chúng ta ra đời ha. Hello Kitty, trái tim và Scoopy. Động cơ mình nhắc lại là vẫn là 110 thôi. SB. Thuộc đơn một bên thế này. Hiện tại cửa hàng Mai Duyên còn một xe nữa. Cho bạn nào yêu mến nó thì cứ nhấc máy lên, liên hệ ngay với nhân viên. Mình sẽ ghi cho các bạn là 4 số di động lên trên màn hình để các bạn mình nhắn thẳng qua Zalo tư vấn chi tiết hơn về phí ship, giấy tờ, hồ sơ, thủ tục luôn. Đây là phần cốp có cổng sạc luôn nha các bạn.
và màu trắng các bạn nhìn nè, cà mây nè, thấy không? Và đây là nhân vật của chúng ta ha. Năm nó ra đời luôn đó các bạn, 2024 nè. Sanrio nè. Sanrio Co Ltd. 50 năm ra đời, Hello Kitty. Tem này giống tem phản quang luôn mà các bạn, thấy không? Thấy không? Xe Thái thì chỉ có một chìa thôi nha các bạn. Chỉ một chìa duy nhất. Hai bên đều có tem hết. Bên này và bên này. Rồi, trước khi mình kết thúc cái video này, một lần nữa, thay mặt cửa hàng Mai Duyên, mình cảm ơn chị Ngọc ở tại thủ đô Hà Nội đã tin tưởng và ủng hộ xe anh mình. Mọi chi tiết các bạn liên hệ ngay với nhân viên qua 4 số di động mình sẽ để cho màn hình nha, xuất hiện ở đầu video, giữa video và cuối video này, ở trên này nha các bạn, trên này ha. Chào các bạn.